Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày 21 tây tháng 9 là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đã đã là ngày thứ tư ngày 22 tây tháng 9 rồi. Bây giờ cũng khá dễ. Bây giờ là gần 8 giờ tối giờ Cali. Thì Bitcoin bây giờ đó là ở cái mức là khoảng 42.000 đô. Thu muốn cập nhật với các bạn những cái thông tin liên quan tới Bitcoin Chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái bài Thu này đăng ngày hôm nay trên những mạng xã hội Cũng như là chúng ta nói tới những cái thông tin liên quan tới on-chain Chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến tình hình tài chính nói chung Cũng như là hiện bây giờ ra những tổ chức đầu tư họ có tiếp tục thu mua altcoin hay không Và họ đi thu mua những cái altcoin nào ở thời điểm này Cũng như chúng ta sẽ nói tới những cái tài liệu liên quan tới SEC có chấp nhận Bitcoin ETF tháng 10 này hay là không Đây là điều được chia sẻ bởi nhà phân tích cấp cao ở Bloomberg Đó chính là Mike Chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến một số những cái quỹ đầu tư ETF được nạp ngày hôm nay Cũng như là Thuận nhìn vào cái tài liệu liên quan tới Red Scale Premium đó Có nghĩa là cái chỉ số Red Scale Premium bây giờ vẫn tiếp tục là chỉ số âm Thì Thuận muốn chia sẻ một số những ý nghĩ mà Thuận uh, suy nghĩ ra ngày hôm nay liên quan đến tại sao tình hình lại như vậy Chúng ta cũng sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến Chủ tịch SEC là Gary Gensler Thì Chủ tịch SEC ngày hôm nay có một cái cuộc phỏng vấn với lại cái đài là Washington Post thì đã nói những gì? tôi sẽ chia sẻ với các bạn Và cuối cùng là cái thông tin liên quan đến cái vụ kiện giữa công ty Ripple và SEC Cái thông tin mới nhất à, được chia sẻ ngày hôm nay là thông tin như thế nào Và chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về cái tình hình liên quan đến thị trường đi Thì các bạn thấy được là bịch không bây giờ là 42.088 Có nghĩa là cái mức này là thấp hơn so với lại lúc thường làm video ngày hôm qua thì nhìn chung thị trường đó các bạn thấy chúng ta ngoại trừ có những đồng như là Avalanche phần lớn là màu đỏ và hôm nay tiếp tục là một màu rất là đỏ. Chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn ngày hôm nay đi thì các bạn sẽ thấy được là... Bitcoin hôm nay đã với bên qua thì xuống thêm một chút, xuống 1,8% nhưng mà Ether thì hôm nay đã xuống dưới 3.000 đô, bây giờ mức là 2.864. Chúng ta thấy là những đồng như là Cardano vẫn tiếp tục đi xuống ngày hôm nay. Thì tình hình là như thế nào? Ngoài trừ các bạn thấy là Avalanche đã có cái sự tăng trưởng 8% và trong vòng một tuần qua đã tăng 23,3%. Những đồng mà tăng trưởng mạnh trong vòng 24 giờ qua chúng ta có Decentralized Social, chúng ta có Olympus uh, XDC Network, Elrond, Avalanche Đó là những đồng mà có sự tăng trưởng ngày hôm nay cùng với lại Axie Infinity tăng 5% Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở về để mà nói về tình hình chung đi Thì hôm nay có gì lạ hơn hay là không hay là cũng giống như ngày hôm qua thì ngoài cho một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay đây chúng ta thấy được là cái tình hình chung thì vẫn là như vậy nhưng mà thật ra ngày hôm nay thì trường tài chính cũng đã có một cái sự đi hàng ngang Thôi chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa còn về cái phương diện là cái sự lo sợ thường nghĩa là cũng giống như ngày hôm qua mà thôi chúng ta tiếp tục thấy à, một số người tiếp tục bán crypto của mình dẫn đến giá cả đi xuống thêm một phần ngày hôm nay nhưng mà thường nghĩ là cái sự lo lắng tột độ đó đã xảy ra ngày hôm qua và chúng ta thấy là giá cả đó ngày hôm nay đã xuống tới cái mức là thấp nhất ngày hôm nay là 39.617 trước khi mà chúng ta có cái sự tăng trưởng ngược trở lên bây giờ mức là 42.000 thì thường trước hết chia sẻ một số những cái thông tin mà Thuận đã chia sẻ Ngày hôm nay trên những mạng xã hội Thì trong cái thời điểm này đó à, Tôi nghĩ là mỗi lần mà tình hình không có ổn đó Thì các bạn sẽ thấy được là có rất là nhiều người Họ muốn tung tin phết Họ lên trên những mạng xã hội Họ loan tin đồn hay là họ Chia sẻ những thông tin mà gây ra Nhiều cái sự lo ngại cho mọi người Hiện bây giờ cũng giống như là cái lúc mà Giá cả tăng trưởng đó thì những người này không thấy đâu hết Cho nên khi mà chúng ta đầu tư đó Thì lúc nào thường cùng khuyến khích là các bạn nên có một cái tầm nhìn dài hạn khi mà đầu tư về Bitcoin Sự thật, những người nào mà đầu tư về Bitcoin cái thời gian là từ 3 tới 4 năm trở lên thì nếu các bạn ho đồ thì các bạn không thể lỗ được Tại vì trong thời gian đó lúc nào giá Bitcoin các bạn thấy được là trong lịch sử giá vẫn tiếp tục tăng và cứ tiếp tục tăng Và chúng ta thấy đó là tình hình hiện bây giờ chúng ta nhìn lại đó thì có thể là các bạn mới vừa tham gia vào cho nên các bạn lo lắng và nhiều bạn hỏi thường này đây có phải là mùa đông crypto hay không thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà nhìn vào tương lai mà thường có thể biết chắc chắn được nhưng mà cái mà thường có thể chia sẻ với các bạn là về cái phương diện mà nhiều bạn nói là đây là cảm giác mùa đông crypto đây thì thường không nghĩ như vậy có thể là nhiều bạn chỉ mới tham gia vào trong thời gian một năm đổ lại mà thôi chứ còn cái thời điểm mua đông crypto đó tình hình nó sẽ ảm đạm hơn rất là nhiều, giá cả thì đi xuống từ từ và tình hình rất ảm đạm nghĩa là ít người quan tâm đến thị trường này. Bây giờ thì không phải chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự tương tác trong thị trường crypto này, cái sự sôi động mỗi lần mà giá lên hay xuống thì đối thuận tình hình thị trường vẫn đang tiếp tục rất sôi nổi ở, ở điểm hiện tại không biết là nơi các bạn ở như thế nào nhưng mà ở Cali của Thuận thì bây giờ đó thời tiết vẫn còn rất là nóng và hôm nay đó Thuận có chia sẻ một cái thuyết đó chính là năm 2017 nhiều người nói đó là bạn may mắn quá bạn mua được Bitcoin dưới 1.000 đô năm 2021 đó thì nhiều người cũng nói là bạn may mắn quá thì bạn mua Bitcoin dưới 10.000 đô rồi các bạn thấy được là sau này một ngày nào đó sẽ có nhiều người sẽ nói là bạn may mắn quá bạn mua bịch hồi dưới 100 000 đô Nhìn lại đó thì thấy dễ nhưng mà trong lúc hoa đồ thì không hề dễ Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Trước khi chúng ta nói thêm một số những thông tin thì Thu muốn mang đến một cái tài liệu với các bạn liên quan đến những mà nào quan tâm. Đây là một cái chương trình được chia sẻ bởi sàn Bybit. Thực ra chương trình này đó là chia ra làm nhiều phần. Thì trước hết đó, nhiều bạn cũng đã biết là sàn Bybit đã có cái hệ thống sàn spot như là các bạn mua bán thông thường chứ không cần phải sử dụng hợp đồng nữa giống như là các bạn mua bán thông thường trên những sàn khác. Thì trong cái dịp này đó sàn Bybit có một cái chương trình giveaway nghĩa là chương trình tặng tổng cộng là cái token bit như là cái token bit Down cái dự án mà sàn Bybit là một trong những đơn vị mà đầu tư nhiều vào đó sẽ có tổng cộng là 8,5 triệu token bit sẽ được thưởng tới cho cộng đồng thì làm sao để tham gia thì ngoại trừ có cái spot trading ra đó thì các bạn thấy được là sàn Bybit bây giờ cũng có những cái Launchpad path những cái dự án mà, các bạn có thể mua IO cũng như những sàn khác các bạn có thể tham gia thông qua sàn của Bybit thì cái số lượng token bit này được chia sẻ cho cộng đồng trước hết là thường sẽ chia sẻ một cái event nhỏ mà nhiều bạn đã thấy gần đây ở trên fanpage của Thuận Capital các bạn có thể tham gia bằng cách là các bạn tìm hiểu thêm bấm vào cái link bên dưới đây là cái một cái chương trình nhỏ, thể lệ cũng rất đơn giản có thể nhận được tổng cộng là 5 token bit, nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ đó là những cái sự kiện lớn hơn. Thì cái sự kiện lớn hơn này đó sẽ có nhiều bit hơn tổng cộng sẽ được chia sẻ cho cộng đồng. Thì đầu tiên hết cái sự kiện lớn đầu tiên đó chính là cái sự kiện tặng tổng cộng là 5 triệu đồng bit token và đây là cái chương trình quan trọng nhất bắt đầu từ 0 giờ ngày 22 tháng 9 cho đến 11 giờ 59 phút tối, có nghĩa là trước khi mà tới khuya của ngày 26 tháng 9 giờ UTC cách tham gia như thế nào thì để tham gia cái sự kiện đầu tiên này các bạn cần phải làm ba bước thứ nhất là các bạn nếu như mà chưa có tài khoản của Bybit á, thì bấm vào nút đăng ký ở bên dưới này để các bạn tạo tài khoản Bybit thông qua liên của thùng Capital thứ nhì là các bạn á, nạp tiền vào ví từ 100 đô trở lên để mà đạt đủ điều kiện các bạn nạp càng nhiều đó thì token nhận được càng nhiều và thứ ba là các bạn bấm vào cái nút tham gia ngay tại cái trang này vào ngày 27 tới ngày 28 tới tháng 9 thì Bybit sẽ ghi nhận cái số dư của bạn mỗi ngày từ ngày 20 tháng 9 cho đến ngày 26 tháng 9 và thưởng đồng bit token cho những người nào mà tham gia dựa theo cái tỷ lệ số dư trong ví của bạn. Cái cách tính tỷ lệ số dư đó thì cũng tương tự như như thế nào mà đã tham gia vào Launchpad Binance đã quen thuộc nhưng mà khi mà tính tỷ lệ số dư này đó là không phải để cho bạn tham gia vào mua IO mà cái tỷ lệ số dư này đó để dùng để làm căn cứ để mà thưởng những đồng bit miễn phí cho bạn và mỗi người tham gia có cơ hội nhận tổng cộng lên tới 3.500 đồng bích miễn phí. Những thông tin chi tiết Thùng sẽ để bên dưới cái video này để các bạn tìm hiểu thêm. Sự kiện thứ nhì mà Thùng muốn nói đến đó chính là các bạn có thể tham gia bò stake đồng bích để dừng lãi suất được trả bằng đồng bích. Tuy nhiên sự kiện này đã sẽ diễn ra sau khi mà cái đồng bích Long Pass thành công trên Bybit. Và sự kiện thứ ba là các bạn sẽ nhận lên tới 600 đồng bít dựa vào cái số lượng giao dịch của bạn tại sàn Bybit và tổng số lượng bít dành cho những chương trình này đó là lên tới là 3 triệu đồng bít tổng cộng Tuy nhiên, chương trình này cũng chưa có được diễn ra Khi nào mà diễn ra thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn Cái số tiền cao nhất mà một người dùng có thể nhận được đến từ ba sự kiện này là 4.100 bít Cái số lượng cũng khá là lớn đó Tính theo đồng đô la hiện bây giờ đó là lên tới 6.800 đô la Những chi tiết tôi sẽ để cái link bên dưới video này để như nào mà muốn tìm hiểu thêm có thể tìm hiểu thêm về cách tham gia như thế nào. Trong cái đợt mà tăng trưởng này đó thì một chuyến điển điều mà Thuận đã từng chia sẻ với các bạn là ngoại trừ cái đợt mà đi xuống giá mạnh từ 65.000 đô đó lúc đó thì giá xuống khoảng chừng là 50% thì đây là cái đợt đi xuống rất là mạnh đương nhiên là không thể nói khác được nhưng mà một trong những điều mà rất khác so với trước đây đó là khi mà chúng ta nhìn lại những cái đợt mà lên xuống này đó thì bây giờ các bạn thấy được là nó lên xuống quá dao động thực sự là quá dao động đi nhưng mà sự thật đó khi mà các bạn nhìn lại Năm 2017 đó, bây giờ các bạn trở lại năm 2017 Thì có thể là nhiều bạn nói là cái tình hình bây giờ đó Bây giờ là năm 2021 Đây là cái đợt tăng trưởng giữa năm 20 và 21 thì khi mà đi ngược thời gian trở lại đó nhìn vào tình hình của năm 2017 thì nhiều người bây giờ đã thấy cái sự mà lên xuống nó đã không có đáng kể như là trước đây và khi các bạn nhìn vào năm 2013 đó thì lại sẽ càng thấy được là cái sự lên xuống giá đó lúc thời điểm đó là rất là nhiều nhưng mà bây giờ nhìn lại tại vì giá cào đã tăng quá cao cho nên cái sự lên xuống giá nó đã giảm đi ở trên cái biểu đồ này nhưng mà khi mà các bạn zoom vào đó thì đối với thường năm 2017 ấy, chúng ta có nhiều thời điểm khó khăn hơn Tuy là chúng ta không có cái đợt mà xuống giá 50% nhưng mà chúng ta có rất là nhiều đợt Thống kê đó là nhiều bạn cũng nên nhớ là thống kê là ít nhất chúng ta có 6-7 đợt mà giá cả xuống 30% Trên cái đường mà đi lên này đó từ thời điểm nó dưới 1.000 đô lên tới 20.000 đô Thực sự là một cái thời điểm rất là uh, khó khăn và gặp gần không phải ai cũng có cái uh, tay cứng để mà ho đồ nhìn lại đó thì nhiều người nói là à, thực, thực sự là rất dễ năm 2007 chỉ cần mua thôi là giá đã lên hai lần rồi nhưng mà không phải như vậy các bạn thấy được là chúng ta gặp rất là nhiều đợt khi thường zoom và các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là rất nhiều đợt giá cả cứ lên xuống liên tục như vậy khiến cho nhiều người đã không có giữ vững tay được cho nên mới hoàn toàn là bất ngờ khi mà mình không có thể đạt được tới 20.000 đô trong khi mà mình đã bán ở những mức thấp hơn như là 2.000 đô, 3.000 đô, 4.000 đô, 5.000 đô vân vân. Và chúng ta thấy là tình hình bây giờ đó Thì nhìn á, nhìn lại quá khứ thì dễ Nói là chỉ cần ho đồ thôi Nhưng mà lúc ho đồ thì không hề dễ Cũng như những bài nào mà mới tham gia thị trường này Có cái ý định là đầu tư lâu dài Như là thường thường hãy thấy trong những cái comment á Thì thứ nhất là các bạn thấy được là thị trường này để nói là đầu tư lâu dài đó thì tài phải cực kỳ cứng các bạn cần phải có một cái sự chuẩn bị cũng như là một cái lòng tin tuyệt đối không những là các bạn cần phải hiểu các bạn đang đầu tư gì mà các bạn cần phải có lòng tin đó mới là cái điều quan trọng có rất nhiều người giống như là thường thấy những cái comment cũng để là có rất nhiều người à, có kiến thức có cái thời gian lâu dài nhưng mà là không có lòng tin khiến cho đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để mà có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường này khi mà các bạn nói là đã quyết tâm đầu tư lâu dài thì các bạn phải làm quen với những cái đợt mà lên xuống giá mạnh như thế này nó sẽ tiếp tục và sẽ tiếp tục chứ không thể nào mà ngưng được tại vì sao? Tại vì thị trường này á, cho đến khi nào mà vốn hóa cực kỳ lớn mà thôi chứ nếu không thì đây sẽ là cái tình hình của thị trường cũng giống như là bây giờ chúng ta thấy là những cổ phiếu như là amazon thì các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng hay đi xuống nó cũng có cái mức ấn định của nó chứ không phải là một ngày lại tăng trưởng uh, mấy chục phần trăm hay là xuống mấy chục phần trăm. Cái đó là các bạn nhìn vào tình hình bây giờ mà thôi chứ còn lúc mà vốn hóa của amazon nhỏ hơn thì các bạn mới thực sự thấy được là có rất nhiều đợt, cổ phiếu Amazon đã xuống cái mức rất là sâu Thì nhớ là có đợt, cổ phiếu Amazon trong dòng thời gian là bao nhiêu tháng đó đã xuống Tổng cộng là gần như 80% như là các bạn thấy được là tình hình Thì uh, giá cả của Amazon chúng ta thấy là chỉ tính trong cái uh, thời gian những năm như là năm 1996 cho lên thôi thì đã có rất là nhiều đợt Gặp gần như là các bạn nhìn thấy trên màn hình, khi mà các bạn zoom vào các bạn mới thấy được là những cái đợt mà lên xuống này nó kinh khủng như thế nào. Như là Amazon hồi tháng 12 của năm 98 đó, lúc đó là giá cổ phiếu của Amazon là cái mức cao là gần 100 đô. Nhưng mà cho tới thời điểm là năm 2001 thì chỉ còn có là cái mức thấp là 5 đồng 67 đô. Các bạn có thấy được cái sự mức giá như thế nào, nhưng mà sau đó thì Amazon vẫn tiếp tục và tiếp tục phát triển như tới bây giờ nhưng mà các bạn thấy được bây giờ nhìn lại đó thì cảm thấy được là Amazon là một cái sự tăng trưởng điều đặn nhưng mà khi các bạn zoom vào các bạn mới thấy cái sự gập gần của cổ phiếu Amazon và đây là một cái ví dụ mà thôi chúng ta có thể nhìn vào những cái cổ phiếu khác cũng có những cái sự tương tự cho đến khi nào mà vốn hóa lớn mà thôi Bitcoin cũng như vậy đây không phải là cái đợt đầu tiên mà giá Bitcoin rất mạnh như là cái thời điểm hồi lúc mà giá 65.000 và cũng không phải là cái lần cuối cùng Chúng ta sẽ chứng kiến điều đó cũng như là không phải là lần cuối cùng chúng ta thấy cái sự tăng trưởng mạnh nữa. Nhiều bạn đó khi mà nói tới năm 2020 đó, thì rất là bất ngờ khi mà thấy Bitcoin có thể trở lại 20.000 đô tại vì có rất nhiều người đã ra cái sự phán quyết là Bitcoin sẽ không bao giờ trở lại nữa tại vì thì bây giờ là khác khi xưa nhưng mà các bạn thấy được là thời điểm có thể khác cái sự kiện có thể khác nhau nhưng mà cái lòng tham và cái lòng lo sợ của mọi người thì không có khác cho nên lúc nào chúng ta cũng sẽ thấy có những cái hiện tượng là giá pump mạnh không ai tương tự hay là xuống mạnh không ai có thể tương tự được đây là cái sự chia sẻ mà thuận muốn mang đến cho các bạn